Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 1.000 đồng token MonkeyCola. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng vốn phát hành là 1 tỷ, ký hiệu là MKC. Đã có 1.183 tài khoản holder. Đã phát sinh 3.330 lượt giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim-airdrop.net nha. Link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép contract nha. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask và ví Trusted Wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token nằm vào ví giúp mình. Ký hiệu MKC, số token 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim-airdrop.net, tìm tới bước 2 và nhấp vào cái link rút gọn đây để nhận token. Rồi, chương trình airdrop sẽ kết thúc vào 10 ngày nữa nha. Các bạn có điều kiện thì các bạn có thể bỏ ra số 4,05 BNB mua đồng token này không? Và nếu các bạn cần làm, các bạn nhấp vào phần này, nhấp vào airdrop. Rồi, đây có cái lối ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái lối. Phí ra là 0,000605 BNB. Rồi các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim-airdrop.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên nền mạng Bitcoin. Nếu các bạn lưu ý cột bên cánh tay phải là những dự án airdrop sắp kết thúc. Các bạn vào đây giả lại, nếu những dự án nào các bạn chưa tham gia thì cố gắng tham gia nha, để không bỏ lỡ bất kỳ một dự án nào đã đăng ký về sau này. Nếu mà có cơ hội ít nhiều lần gặp bạn. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 1.000 đồng token MonkeyCola. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.